Em Hằng nghe chào cả nhà bên Hoa Lan trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay là ngày Chủ nhật nè, ngày 23 tháng 5. Và sau khi đi bầu cử đại biểu các cấp về, Hằng nghe định là livestream để phục vụ quý anh chị em mê Lan trên mọi miền mà một số hình ảnh cây Lan của vườn nhà. Tuy nhiên là hôm nay là một ngày không may mắn. Và nick của Hằng nghe đã bị hack mất tiêu rồi. Cho nên là bây giờ không làm ăn gì được nữa. Vâng, cho nên là em cũng thấy hơi buồn. Thôi thì hôm nay em quay cái clip một vài cái cây đang nở tại vườn đó, cũng khoe với lại cả nhà. Vâng, trước mặt em nghe đây là một cây trắng cao bằng. Vâng, cây này một cây trắng cao bằng. Kiếm thì hàng nghe cũng chưa rành lắm đâu, cũng mới tập tành thôi. Tuy nhiên chậu này đây là lần đầu tiên nó nở hoa. Cũng được, chắc cũng được 10 thân rồi. Hằng em mua hồi trước có một thân thôi. Còn trồng đến hôm nay này nó cũng hơn một năm, thì nay cũng được 10 thân. Ở bên này còn một cặp nụ nữa. Còn bên kia thì cây này nó nở cách đây mấy ngày rồi. Và cây này thì bạn ấy bảo là cây vàng của Lào. Tuy nhiên lưỡi nó không cuộn, nhưng mà cái này Hằng em thấy lưỡi nó cuộn. Hôm qua nở thì đẹp lắm, nay thì đỡ đẹp rồi. Ở chỗ này Hằng nghe có một cây, giờ không nhớ là cây gì luôn, mà giờ thấy đang là nó nụ lên đây nè. Đó, đang có nụ rồi. Mùa này là mùa kiếm đó, cho nên là khá là nhiều bông luôn. Ở bên kia Hằng nghe cũng có một cây nó đang nhú nụ đây rồi, mà cây đấy chắc là hơi bị khuất. Cái này nở bông rồi. Rồi chỗ này cũng như là cây vàng, cây hồng hoàng đó. Hôm trước thì nó đầy chậu lắm, Hằng nghe chia sẻ cho một số anh chị em, và nay thì hoa nó cũng đã tàn rồi. Chỗ này có một cây gì cũng đang là nụ. Cây này quên mất rồi, không biết là cây gì. Hôm trước có ghi mà giờ quên rồi, chết rồi. Không nhớ, đang là nụ đây rồi. Trắng trắng vàng vàng rồi, không nhớ là cây gì. Để mai nó nở hoa ra, nghe sẽ hỏi cả nhà. Chỗ đây thì em cây mùa này là mầm á. Chủ yếu, đây có cây cát nè. Vâng, một cây cát này màu cam, lưỡi màu đỏ. Đó, nở màu cam, lưỡi màu đỏ. Và chỗ này em có một cây cát đang nụ. Cây này thì cũng là cây cây cát đỏ cam cam gì đấy. Đó, những cây này thì có thể bén được đó. Dạ, cái chậu này nó vừa là sóng tôn, vừa là một nửa, cho nó ra một nửa nhóm là đã có nhăn, lá nhăn sóng tôn này, một nửa thì bình thường. Đó, như là cái cây này dạ hành cũng khá là nhiều. Cây này anh chị mà có nhu cầu sưu tầm thì hãy nghe bén. Hai cây này là mỗi cây 200, đi một cặp thì 200. Nên có nụ đây rồi, nụ rất là đẹp luôn. Chỗ đây nhà em thì có trầm rồng đỏ nè. Một số cây sưu tầm, dạ bên đây thì em có dạ hạt Hawaii. Và mùa này thì Hawaii và rồng đỏ thì đang nụ rất là nhiều luôn. Ở chỗ đây em có một số cây nó đang nở. Dạ cây này là cây Rose Lady, cây hài á. Nở gần hết rồi. Chỗ đây có một cây mắt rất là đậm luôn. Đó, mắt đen thu lưu thì mùa mắt rất là đậm luôn. Vâng, phi điệp thì mùa này đây là mùa hoa. Mùa hoa của phi điệp. Chỗ này em có một cây trầm 6 mắt. Vâng, cây này thì Hằng nghe bán hết rồi, chỉ còn có một cây thôi. Vâng, chỗ này thì mấy cây trầm tím, bông tím. Tím thật là tím luôn và rất là thơm. Vâng, mùa phi điệp nở rất là nhiều luôn. Dạ, một cái bông khá là to. Còn cái con bọ chỉ nó ở trong cái hoa này là nó cắn hoa và nó làm cho hoa rất là nhanh tàn. Anh chị em mà chăm hoa thì cẩn thận nhé. Vâng, một cái bông cũng mắt rất là đậm, rất là thơm luôn. Cái chậu này thì chỉ có một thân của hoa thôi. Còn lại là hai thân này của cây khác, cũng chẳng biết là cây gì. Phi điệp thì nở rất là nhiều cây này, cành giống như là ém luôn. Ở chỗ này em nghe có mấy cây thiên nga nhá, đẹp lắm luôn. Vâng, cây này bên vườn họ báo là thiên nga đen. Thiên nga đen, anh chị xem một cái chậu như thế này á, là có 3, 4, 1, 2, 3, 4 củ già rồi đây này. Đó, nhưng mà chỗ này là được 3 thân tơ. Đấy, như chậu này chắc là chậu nhiều nhất trong cái đám này. Đó, một chậu như thế này. Một chậu như thế này thì Hằng nghe bán là 250. Chú cha, mầm biết quá trời luôn.
thiên nga đen nhá. Chỗ này em có vài chậu thôi. Anh chị mà có nhu cầu sưu tầm thiên nga đen thì ở chỗ hàng nghe này. Đấy, chỗ này em có mấy chậu vụ nữ sô cô la nữa. Đó, nhìn cái lá nó đốm và là chuẩn sô cô la thơm luôn nha. Dạ, chậu này có hai ngồng hoa. Chậu này có hai ngồng hoa thì em nghe bán 250 một chậu đó. Còn chậu này chỉ có một ngồng hoa thôi thì bán 200 mà. Đấy, thì anh chị có sưu tầm cây gì thì ở em. Dạ bên đây em còn vài cái chậu trầm hồng ấy, trầm tím nhưng mà nhìn giống cây parasy, hoa môi tuyết và nở cánh màu hồng nhạt như thế này. Còn dòng này thì chắc là hoa nó nhỏ vậy đấy chứ không thể to được như cái lớp môi tuyết này. Đấy thì những cái chậu nhỏ như thế này này đó em bán là 250 hai chậu. Vâng, ví dụ như đây, 250 hai chậu thì anh chị vừa chăm vừa chơi vừa làm giống ha. Vâng, nó cũng có cái nở rồi, cũng có cái thì còn đang nụ. Vâng, cứ tính trung bình là một chậu khoảng 2 thân. Vâng, một chậu 2 thân. Và có mầm gốc lên rất là đẹp. Thì một chậu như vậy em bán là 250 hai chậu một một cặp là 250 hai chậu. Đó, anh chị em mình có nhu cầu sưu tầm mấy cái này về làm giống về chơi thì báo em nghe. À, chỗ này em có một chậu kéo này. Chậu kéo, chậu này thì bị lỗi một lá chấm kia và chậu này có 5 thân. Đó, chậu này 5 thân đang là nụ khá là đẹp rồi. Đó, chậu 5 thân này thì em bán là 650. Đó, cái này còn một chậu thôi. Đó, khu trên này của em thì chủ yếu là phi điệp. Vâng, ở đây em có một bờ phi điệp. Vâng, đây cái bờ này có tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 8 thân già thân tơi gì đó. Mầm rất là ok luôn. Tuy nhiên là nụ nó không có đều dày, có thân nọ thân kia. Đấy, anh chị nào mà thích cái bộ bụi này thì em chỉ bán 650 thôi nhá. Đấy, 650 thôi, đang có nụ. Vừa chăm vừa chơi vừa làm giống. Và cái bờ bên này em cũng có 3 thân nụ hoa. Nhìn, tuy nhiên là cái lụ này nó lụ lẳng sắp gãy ra rồi. Thì chỗ này là được 1, 2, 4 mầm. Đó, 4 mầm 3 thân. Đó, anh chị mà quan tâm tới cái phi điệp này thì bộ này em nên bán 450 nhá. À, ở đây em có một cây nụ đen thui lô luôn. Cây này là cây phi điệp rừng chư danh xin. Đó, cây này rừng chư danh xin. Còn mấy cây này thì là không có ghi tên thì không biết không nhớ, nhưng mà hoa rất là đẹp, họ khuôn rất là khá, rất là đẹp luôn. Hai cây này định là dạ em nghe định là nhập vào một chậu cho nó to, cho nó to để chơi cho nó đã. Ở bên đây em có những cây có thể bán được á. Vâng, ví dụ như chậu này có một nụ này, hai mầm tơ này, thân rẻ vẫn còn nguyên đó. Ví dụ như chậu này thì bán cho khách là 150.000, ví dụ như vậy. Vâng, còn cái chậu này cũng là hai nụ này, hai thân tơ vật vẽ đẹp là đó, thì chậu này cũng bán cho khách là 150.000. Vâng, bán một thân hoa và hai thân tơ của chậu. Vâng, mùa này là mùa phi điệp. Phi điệp, vâng. Đây em có một chậu này đã hoa tàn rồi. Nếu mà anh chị làm giống thì bán 100.000 cũng được. Vâng, vừa bán vừa giao lưu với lại cả nhà. Vâng, trên đây cũng có một cây. Mấy cây này là cây đắc lây. Dạ, cây vùng đắc lây. Còn dạ, đây em có một chậu trầm. Super Nestor. Cái Super Nestor, cái này cánh bầu. Cái này cánh bầu môi tròn, mắt rất là đậm đẹp luôn. Cái này em có một vài thân đang nở rất là đẹp như thế này. Vâng, hàng này chỉ khoe thôi. Vâng, chưa không định bán bởi vì có một vài thân để chơi á. Đấy, em đây có thêm một chậu trầm nữa. Cái này cánh cũng bầu. Mà chắc là thân nó nhỏ cho nên là hoa nó nhỏ, nhưng mình nhìn gần giống cái cây bên kia. Chỗ này em có mấy chậu, mấy cuôn này giống nhau này. Mắt đậm ơi đậm luôn. Đó, mắt rất là đậm, bông này tàn rồi. Mấy bông mới nở thì cũng rất là đẹp luôn. Cây này cây bông hồng 36, em đặt là cây hồng số 36. Bởi vì chỗ này nhà em có mấy cây đó, mắt đậm rất là đẹp. Nói chung là cây siêu tầm. Cây siêu tầm đó. Cho nên là
Anh chị em mà có thích phi điệp hàng giống hàng gì thì gọi cho em. Dạ, cây này là cây cây trầm ạ. Không phải trầm đỏ mà giống như cây trầm cửu long. Dạ, ở đây em có một cây eso. Dạ, cây dạc eso nụ đây. Cây này thì mấy thế hệ cùng chung một mẹ với luôn. Đó. Cây này cây eso. Đó, cái kỳ năm thứ nhất nó ra cái hoa, còn lại là mầm gốc nó chết rồi. Em nghe tranh thủ quay một chút. Ở chỗ này em có cây bà liễu đang nở này. Rồi, cây bà liễu em quay một chút tranh thủ đấy. Anh chị em mây hoa lan có nhu cầu sưu tầm cái gì thì nhắn tin cho em, hoặc gọi điện thoại theo số 0916 582 133. Tạm thời Facebook của Hằng nghe bị hack mất rồi, cho nên là anh chị nào hôm bữa giờ đang giao dịch với em đó thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em nhé, chứ Facebook bây giờ chẳng hiểu sao nó phá hết, cắt hết bên em rồi. Vâng, Hằng nghe chào cả nhà nhé, chúc anh chị một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Vâng, anh chị có nhu cầu gì thì nhắn cho em nghe.